Rồi, xin chào anh em. Em đang có mặt tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Bình Dương. Và ngày hôm nay không có gì làm nên là ra quay cho anh em một cái xe tồn, xe cũ. Này là hãng Vim ha. Vim Motor. Đây, Vim. Là Vim này là Vim VT751, tải là 7 tấn 3, thùng dài 6,2. Máy là máy Hyundai Euro 2 Intake Color. Chụp một cụm máy nó đây. Đây. Máy Hyundai D4DB. Máy Euro 2 4 máy. À, con Vim này là Vim đời 2016-2017 gì đó, tồn nằm ở đây. Tại 7 tấn 3 thùng 6,2. Đây, con này cũng là phao 7 tấn 3 thùng 6,2, máy Hyundai luôn. Lên thùng nó sẽ có cái thùng như vậy. Đây là nguyên chassis. Để lâu rồi có những chỗ xét đi. Khi mà bán cho anh em sẽ sơn lại mấy chỗ xét này, dọn lại xe, sơn lại chassis. Con này đi vỏ DLC. Vỏ 16. Đây là còn hộp số đây. Số này khác cái hộp số thường có cái trục đây. Này là lần đầu tiên em thấy. Biết đây là cái trục này để mà gặp số thường nó nằm ở chỗ này. Thường nằm trên này. Để mà khi chúng ta vô số mà cái trục này không biết làm sao đây. Anh em cho ý kiến về cái trục này ha. Bên đây là hộp bồ đây. Tục bồ, cỏ tục bồ ngay đây. Tục bồ là trong này, cỏ đi ra đây. Nè, hồng gió thôi. Két nước. Cái nước phụ đây. Nè, còn máy Hyundai 4 máy D4DB. Xe này giá cũng tương đối rẻ. Giá em cập nhật phía dưới anh em ha. Phía dưới phần mô tả anh em tham khảo giá nó ok. Liên hệ liền cho em lấy con xe này về. Giờ thì chúng ta lên phần cabin xem cabin nó còn ngon không. Vô phần cabin anh em ha. Rồi, trước tiên thì em thấy ở đây có một cái vô lăng mà mua vô lăng ốp gỗ ấy dạ. Đúng đầu. Đây, ốp gỗ và bọc da luôn ha. Rồi. Ở đây chúng ta có kính điện nè. Đây đời thấp mà có kính điện nè cũng tương đối ngon rồi. Ghế da là ghế da. Ba ghế ghế da. Đây là khu vực cần số. Đây là khu vực đồng hồ táp lô, có radio, máy học để đồ, hệ thống quạt gió, máy lạnh đây. Đây cái vô lăng cấp gỗ này, đẹp. Phần trên trần thì chúng ta có một cái cửa sổ trời ở đây nè. Rồi hết phần cabin như vậy thôi. Có được kính điện là cũng ngon rồi, cái da nữa nè. Đây. Ba chỗ ngồi. Đây là dòng Vim máy Hyundai còn sót lại trên thị trường, rất là hiếm. Và kiểu đầu cabin siêu nhân, có ốc gió ở đây. Đó. Vim này là Vim VT751, 7 tấn 3 máy Hyundai. Đó. Tương đối ok, nếu mà xe dọn lại thì giá này giá cũng tầm 600 mấy thôi. Nên cập nhật giá chính xác ở dưới cho anh em xem ha. Rồi, cuối video xin chào anh em, tạm biệt anh em ở các video sau. Xe mới, xe cũ gì cũng quay hết. Rồi, chào anh em nha.